Netizen Trung có mặt tại Việt Nam, Chipu chính thức nhận giải mỹ nhân của năm 2023. Chị phụ nữ Việt Nam xinh đẹp tài hoa không ai khác ngoài Chipu. Chipu chiến thắng hạng mục mỹ nhân, tôn vinh hình ảnh và vai trò người phụ nữ hiện đại trong lễ trao giải ngôi sao của năm 2023 diễn ra tối ngày 6 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chipu chiến thắng với hơn 262.000 lượt bình chọn. Livestream từ các fan Trung Quốc của cô về sự kiện ngôi sao của năm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng lọt top một hot livestream đang diễn ra trên Weibo Trung Quốc với 39.000 views. Năm fan hâm mộ đã bay từ Trung Quốc sang Việt Nam theo dõi và ủng hộ Chipu trong sự kiện lần này. Chipu xúc động, cho biết 2023 là năm nhiều thử thách, tràn đầy thú vị, đúng nghĩa phải đạp gió rẽ sóng mới đạt được những thành tựu mơ ước. Mỗi thời kỳ, chúng ta sẽ có quan niệm khác về cái đẹp. Với Chi, người phụ nữ đẹp là người mạnh mẽ, tự tin, không ngừng nỗ lực, nắm được cuộc đời mình trong tay, chinh phục ước mơ, theo đuổi đam mê. Thời gian qua, Chipu đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Giọng ca đóa hoa hồng có thêm lượng lớn fan hâm mộ sau tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc. Hiện, cô đắt sâu ở thị trường Trung Quốc khi xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc, game show, truyền hình thực tế. Ngoài Chipu, Dược Sĩ Tiến cũng xuất sắc giành cú đúp với hai giải thưởng hiện tượng của năm, hạng mục thời trang, chương trình Zing Momentum 2023 và nhân tố truyền cảm hứng, hạng mục nhà sản xuất, Dược Sĩ Tiến. Yeah.